Kính thưa quý quan khách, hôm nay là một ngày rất đặc biệt và quan trọng. Chúng ta hãy cùng nhau tạm biệt một năm cũ đã qua và chào đón một năm mới sắp đến. Và thời khắc giao thừa cũng đang đến rất gần. Vì vậy, xin mời tất cả quý quan khách, chúng ta hãy cùng đóng gói tất cả những ưu tư, muộn phiền của năm cũ đã qua và chào đón một năm mới sắp đến với thật nhiều may mắn, thật nhiều sức khỏe và thành công. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả quý quan khách, chúng ta hãy cùng đếm ngược đến thời khắc giao thừa. Nào, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, happy! Cúc xin chúc quý khách một năm mới thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Happy New Year, người em yêu. Happy New Year, người anh yêu. Nhiều, nhiều, nhiều. Trời, chút thôi mà cũng ganh tị với người ta nữa hả? Bất cứ chuyện gì, anh không thèm ganh tị với em. Nhưng riêng chuyện tình cảm, anh nhất định không thua em đâu. Nói gì nghe xính rợn à. Anh đang ôm trong lòng một nữ ca sĩ có giọng hát ngọt nhất Sài Thành. Sớm cỡ nào, anh nói cũng được hết á. Ước gì sang thế kỷ sau đó mình có thể dìu nhau trong những điệu nhạc du dưa êm đềm vậy. Không chỉ là thế kỷ này thôi đâu, mà ở thế kỷ sau, nếu em không nghĩ được, anh sẽ sẵn sàng dìu em nhảy. Anh đó khéo ăn nói thiệt đó. Nè, cái này là anh hứa nha, sau này mà không giữ lời, biết tay em đó. Trước đây anh vốn là một cơn gió vô định, nhưng từ khi gặp em anh mới chịu dừng chân đó. Anh rất mong là em sẽ cột chặt cuộc đời anh lại. Từ cái ngày mà anh đã tỏ tình với em 2 năm về trước, em đã quyết định cột chặt đời em và đời anh lại với nhau rồi. Nhất định không bao giờ để tranh thoát của em đâu. Cũng may là hôm đó anh chịu theo bạn tới phòng trà, và tiếng hát của em đã đốn gục trái tim anh. Anh cảm thấy mình là người may mắn khi là người chiến thắng trong cuộc đua chinh phục trái tim anh. Cúc à, anh thề với em là người con gái anh yêu suốt đời đó. Nam, lại đây. Ủa mẹ, khuya rồi sao mẹ không lên ngủ đi, ngồi đây làm chi vậy? Con bị cái gì vậy? Con có biết bữa nay là giao thừa không? Mẹ, giao thừa Tết Tây mà, có gì quan trọng đâu. Tết Tây hay Tết ta gì thì cái ngày này cũng phải ở nhà để hương khói cho ông bà. Vậy mai con hương khói cho ông bà luôn. Ngày mai còn ý nghĩa gì nữa? Dạ thế không ấy, để Tết ta cái con thắp hương bù lại cho ông bà luôn. Dạ. Dạ thưa ông bà, hôm nay con ham chơi quá, con lỡ đi về khuya quá. Ông bà thông cảm, đừng buồn, con để Tết ta cái con thắp nhang cho ông bà luôn nha. Dạ sao, ông bà nói sao? À dạ dạ, con cảm ơn bà. Dạ ông bà không có giận con đâu, thôi con đi ngủ trước nha mẹ. Nam,
đi qua bên kia ngồi, ngồi nói chuyện với mẹ. Dạ. Con bị sao vậy? Mẹ không có chấp nhận cái cô ca sĩ phòng trà đó, mà tại sao con vẫn theo đuổi cô ta vậy? Mẹ, Thu Cúc có gì không tốt hả mẹ? Vấn đề không phải là tốt hay không tốt. Con có thể có dăm ba mối tình, cái điều đó không có ai cản hết. Nhưng phải biết chọn người mình yêu, phải nói tôn nghiêm đàng hoàng chứ con. Mẹ, Thu Cúc có làm cái gì đâu mà không tôn nghiêm. Với lại con nghĩ chuyện tình yêu là chuyện của con tim mà, tự nhiên mẹ đưa vấn đề tôn nghiêm vô đây làm gì? Cái thứ sướng ca vô loài đó. Mẹ, cái thứ đó học hành được mấy chữ? Con có chắc là nó chỉ yêu một mình con, trong khi chung quanh nó biết bao nhiêu đàn ông bu quanh không? Dạ con, con không trả lời được. Và rõ ràng trong lòng con cũng đang thắc mắc cái câu hỏi đó. Mẹ từng trải con à, cho nên mẹ biết là không bao giờ có ai người ta đánh giá cao những cái người mà làm cái nghề mua vui cho người khác hết. Mẹ ơi, mẹ không chấp nhận cô ca sĩ phòng trà đó. Mẹ, Thu Cúc đi hát thì có cái gì sai đâu mẹ. Con nghĩ mẹ nói hơi nặng lời rồi đó. Với lại mẹ yên tâm đi, con là người hiểu rõ Thu Cúc hơn ai hết mà. Lúc còn trẻ, cái tình yêu lúc nào nó cũng là màu hồng hết con. Nhưng mà tới chừng hôn nhân rồi á thì nó sẽ hoàn toàn khác. Con u mê, cho nên mẹ phải dạy con nè. Dạ, con xin lỗi mẹ. Mẹ dạy con chuyện gì thì con nghe. Chứ còn riêng trong cái chuyện yêu đương này á, con biết là mình muốn cái gì mà. Con không cần mẹ dạy đâu. Dạ thôi cũng khuya rồi, con cũng mệt, con xin phép mẹ con đi ngủ trước nha. Nam, Nam, mà tới nỗi không thuê được cái nhà ở trung tâm mà ở nữa. Hèn chi mà nó cứ bám riết con trai mình à. Mà có bộ thằng Nam nó mê con nhỏ này quá rồi. Thôi thì phải nhượng bộ một lần. Mình tới mình gặp nó, mình nói chuyện coi nó là người thế nào đã. Cho hỏi thăm nha. Em có biết cái cô ca sĩ phòng trà, à không, cái cô mà Thu Cúc á, à, nghe nói là cổ thuê cái khu nhà trọ gần đây mà ở đâu em biết không em? Thì cô Cúc nhà cổ thuê ở đây nè, nhưng mà như cổ không có ở nhà. À, cổ về rồi kìa. À, cảm ơn. Dạ, em chào cô. Trời đất ơi, trời ơi, người vậy đó mà sao thằng con tôi nó mê được vậy trời. Đúng mốc mà trời mâm son. Chị không biết hồi sáng nó ăn cái gì mà bây giờ nó ói quá trời. Em giúp chị đưa nó đi bệnh viện nha. Đi. Rồi, đi em. Đi chị. Hơi là mình có nhà đó. Không biết chị Tư sao nữa. Đánh dứt mới được.
Sếp, sáng mùng 1 á, ai cũng nghỉ làm hết. Sếp kêu tôi ra đây bàn công chuyện, vậy có trả lương không vậy? Ông bạn tôi rủ ông uống cà phê cũng được hả? Đó, thấy quan tâm không? Kêu sẵn ly cà phê luôn kìa. Cảm ơn nha. Nè, mẹ ông đã nhắc nhở tôi rồi, dù gì cũng là quan hệ chủ tớ ha, tôi còn dựa đồng lương sống qua ngày nữa. Chủ tớ nghe xa cách quá vậy. Ông là bạn thân của tôi hồi thời đại học, bây giờ ông coi tôi là chủ, chẳng khác nào tôi không có người bạn nào luôn hả? Sao hôm nay không ở nhà làm con ngoan đi, rồi năn nỉ mẹ ông dần dần có phải là hay hơn ngồi đây than vãn không? Mẹ tôi vô lý, năn nỉ hoài không được, không có chấp nhận chuyện của tôi với Cúc. Nhìn cái mặt là biết hôm qua gây tới cỡ nào rồi. Lần nào nói chuyện tình cảm của tôi, hai mẹ con đều gây nhau á. Sao kỳ ta? Mẹ sinh tôi ra, tại sao không chấp nhận cho tôi lấy người tôi thương? Xét về tình á thì mẹ ông sai. Thì đó. Nhưng xét về lý thì mẹ ông đúng. Thì bởi nếu mà tôi là mẹ ông đó thì tôi cũng quyết định y chang vậy thôi. Ủa ông bạn tôi hay ông bạn mẹ tôi? Thì ông coi đi, ông cũng là con trai đức tôn của dòng họ mà ha. Không lẽ nào mẹ ông lại chấp nhận cho ông quen một cô gái không môn đăng hộ đối như vậy? Còn gì là tôn nghiêm nữa. Mệt quá. Tôn nghiêm môn đăng hộ đối, ông nói chuyện y chang mẹ tôi luôn á. Nói hồi là thấy bực à. Thôi bỏ đi, tối nay đi qua phòng trà Thu Cúc với tôi nha. Nữa hả? Trời, mẹ ông biết được căng à. Căng cái gì, tôi là con một mà sợ gì chứ. Vậy nha, đi trước à. Ê, tính tiền phơi giùm. Sếp gì kỳ vậy? Kỳ cái gì, tính vô lương cho. Trời ơi. Trời còn là mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang đi về giáo đường. Ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai? Đóa hoa hồng cài trên tóc mây. Người yêu của anh hát hay quá à. Em là ca sĩ mà. Bộ anh không nghe nói, ông trời á, ông không thể nào mà xoa dịu được nỗi đau của mỗi người. Vì vậy mới quyết định tạo ra ca sĩ đó. Vậy đó hả? Vậy mà anh tưởng đâu ông trời tạo mình em ra cho mình anh thôi chứ. Thì em vẫn là của anh mà. Em sẽ níu anh thật chặt, không cho anh đi đâu hết đó. Cúc. Em hát cả đêm ở trên sân khấu, em không thấy mệt sao? Sao mà mệt được, đó là niềm đam mê của em mà. Làm việc với niềm đam mê á, không bao giờ em cảm thấy mệt đâu. Em nè, anh thấy mỗi đêm em đi hát về khuya mà nhà này thì xa quá. Hay là để anh thuê cho em một căn nhà trong trung tâm, để em đi hát cho nó gần mà nó đỡ nguy hiểm. Không cần đâu anh, ở đây tuy có hơi xa một chút xíu, nhưng được cái rộng rãi thoáng mát, hơn nữa còn có giường tược nữa, em có thể ra ngoài hít thở không khí. Còn ngoài thành phố đó hả, ngột ngạt lắm, em chịu không nổi đâu. Anh thấy thương em lắm. Anh muốn mỗi buổi sớm thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy phải là em. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng nè, cùng uống cà phê nè, rồi tối về là cùng nhau ăn tối nè, rồi cùng nhau xem tivi chương trình mà hai đứa thích nè, rồi nhiều lắm. Sao nghe xa xôi quá. Không có xa xôi đâu. Tin anh đi, anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Nhắm mắt lại đi. Lại bày ra chuyện gì nữa đây? Đây là quà kỷ niệm 2 năm tụi mình quen nhau. Em mở ra xem coi có thích không.
trong mắt của anh không có người phụ nữ nào đẹp bằng em hết. Đàn ông các anh á dẻo miệng thiệt đó, khi yêu thì ngọt như mía lùi, sau này không biết có còn ngọt được vậy không nữa. Anh sẽ mãi ngọt ngào như vậy bởi vì em là cô gái anh yêu suốt đời. Em biết em giỏi lắm không hả? Em đã khiến một cơn gió như anh chịu dừng chân đó. Nói hay quá à. Nói yêu thương người ta vậy mà đã 2 năm rồi không thèm đưa về ra mắt mẹ nữa. Không phải vậy đâu, chỉ là... Chỉ là sao? Anh còn muốn đám cưới hả? Đâu có. Anh còn muốn cưới sớm nữa để mang em về nhà chứ để thôi em chạy mất tiêu làm sao, phải không? Chỉ là do anh đang thuyết phục mẹ, hay là bây giờ mình cứ tận hưởng hạnh phúc của hai đứa mình cho tới khi mẹ đồng ý, được không em? Trôi lặng lẽ cuốn ta theo bao cuộc vui, dòng đời như nước cuốn cuốn ta vào mến tình ai. Tôi biết sao ông mê cổ rồi đó. Nghe tiếng hát là mê liền đúng không? Ông đừng có nói với tôi là ông cũng mê em Cúc nha. Nè nè nè, con thầy vợ bạn gái cơ quan, tôi kỵ đó. Tôi có ngu dại gì đâu mà mê bạn gái của ông. Vậy ông mới là bạn tốt của tôi được chứ. Uống đi, tới đây ngồi chơi với tôi, cứ uống thoải mái nha. Ê nè, rượu ở đây chắc mắc tiền lắm hả? Ờ. Không uống lấy tiền được không? Thì sao cũng... Ủa ông nói thiệt luôn hả? Ừ thì sợ tiếc tiền cho ông đó. Tiếc cái gì? Uống thoải mái đi, tôi không có trừ vô lương đâu. Ông mà không nghe Cúc hát á, tôi mới trừ vô lương á. Ừ, vậy thì tôi nghe. Thiệt luôn đó. Rượu ngon ha. Ừ. Ừ. Lát chịu khó về mình nha, tôi có hẹn rồi. Chơi gì kỳ vậy? Việc xây dựng chuỗi khách sạn của chúng ta đang gặp khó khăn bởi vì hiện tại vẫn chưa di dời được các hộ dân xung quanh ạ. Theo em nghĩ, chúng ta nên suy nghĩ kỹ về dự án này. Nếu đã có khó khăn thì chúng ta không nên tiếp tục. Hiện tình hình tài chính ta không đủ mạnh, nếu tiếp tục xây dựng phải vay ngân hàng một số tiền rất lớn. Chuyện này thì em yên tâm, tại vì chị có những cái quan hệ rất tốt đối với ngân hàng, đặc biệt là chuyện vay vốn đối với chị không khó khăn gì cả. Điều quan trọng là giám đốc dự án sau giờ vẫn chưa có mặt. Không nể chị thì tôi đã không đầu tư vào dự án đầy rủi ro này. Thật sự xin lỗi, nhưng mà tại vì dự án chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, khi nào triển khai thì chắc chắn Hoàng Nam sẽ có mặt mà. 10 buổi họp thì 5 buổi cậu ta đã vắng mặt, 3 buổi thì có cũng như không, còn 2 buổi thì không hiểu gì về dự án. Cháu nó mới ra trường, nó chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi hứa là tôi sẽ dạy dỗ nó tốt. Hầu hết là tài sản của em đều dồn hết vào dự án này. Em chỉ mong một điều là Hoàng Nam chú tâm vào công việc. Chị hiểu mà, chắc chắn là khi dự án bắt đầu Hoàng Nam phải có mặt, chị hứa. Bây giờ chúng tôi chỉ biết tin vào chị, chứ biết tin vào ai nữa.
thưa mẹ con đi. Nam. Dạ. Đi đâu vậy con? Dạ thì tới nhà của cái cô ca sĩ gì đó phải không con? Mẹ, mẹ cho người điều tra con sao? Con lớn rồi mà mẹ. Chuyện tình cảm của con á, mẹ để con tự quyết định đi. Con đâu phải con nít đâu mà lúc nào mẹ cũng hết Quảng Đông rồi lại Quảng Tây. Con lớn rồi hả? Vậy thì con lo chăm sóc công ty nhà mình đi con. Con bỏ bê mọi việc để cho các cổ đông người ta cứ nói ra nói vô là sao? Ôi, người ta nói gì kệ người ta mẹ ơi. Con nói thiệt mẹ, tại vì họ cái tư duy họ kém đi, cho nên lúc nào cũng phải lo trước lo sau. Mẹ thấy con không? Có bây giờ con để việc công ty trì trệ đâu. Mẹ không có nói nhiều với con nữa. Bây giờ con không nghe lời phải không? Mẹ sẽ tới nhà cái cô ca sĩ Thu Cúc đó mẹ nói chuyện. Lúc đó con tính sao? Thôi mà mẹ. Ôi, giận lên mặt kỳ quá. Ôi. Không có nói nhiều nữa. Đi lại biểu nè. Qua đây. Dạ. Đúng 8 giờ sáng mai con tới địa chỉ này gặp một cô gái. Cô ấy tên là Lệ Bình. Dạ. Đối tác mới hả mẹ? Cũng đúng một phần. Cô ấy là con gái độc nhất của ông Hồng Nhật, giám đốc ngân hàng thương mại. Ủa, nếu vậy thì gặp ba cổ chứ gặp cổ làm chi mẹ? Gặp gỡ nói chuyện, tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Gia đình của mình và gia đình ông Hồng Nhật đã hẹn với nhau sẽ làm hôn ước cho hai đứa. Mẹ ơi, cái chuyện mà ba con với ông Hồng Nhật hứa hẹn với nhau là lúc vui thôi, chứ có ký kết cái gì đâu. Với lại con chưa tìm hiểu cổ, nói chi tới cái chuyện hôn nhân. Thì cứ tìm hiểu đi. Ba con và bên đó đã hứa là hai nhà sẽ thành xuôi gia, rồi sau này có gì khó khăn sẽ giúp đỡ nhau. Mẹ ơi, ba con với ông Hồng Nhật là trong lúc trà dư tửu hậu rồi hứa qua hứa lại vậy thôi. Tự nhiên giờ mẹ bắt con phải chịu, kỳ á. Con không được nói hỗn như vậy. Mẹ, mẹ cũng biết rồi, con có người yêu rồi chứ bộ. Trời ơi, gặp cái cô này á, con xin lỗi mẹ, phí thời gian lắm. Con chưa gặp sao con dám nói là phí thời gian? Con không có sẵn sàng gặp cổ. Chưa gặp sao biết là chưa sẵn sàng? Hay là con đợi mẹ gặp Thu Cúc về, mẹ nói chuyện với con thì lúc đó con mới sẵn sàng? Mẹ ơi, mẹ đừng có như vậy mà. Hẹn thì mình cũng lỡ hẹn rồi, mình tới gặp mình nói chuyện, không thích thì mình làm bạn bè. Điều đó đâu có sao đâu con. Không có được mà mẹ. Mẹ không nói nhiều nữa. Đúng 8 giờ sáng mai con tới địa điểm này. Nếu con không đến thì chuyện gì xảy ra con sẽ biết đó. Mẹ à, mẹ nghe con nói nè. Mẹ không nhiều lời với con nữa. Mẹ ơi, mẹ không thể được mẹ ơi. Bây giờ mẹ, con với cổ đâu có quen biết gì đâu, có chuyện gì đâu mà nói. Mẹ. Xin lỗi cô, phải là Lục Bình phải không? Dạ không, tôi không phải là Lục Bình. Xin lỗi. Mà là Lệ Bình. À đúng rồi, Lệ Bình. Xin lỗi, tôi nhớ lộn. Không sao đâu, nếu như được đặt lại tên thì tôi cũng sẽ đặt Lục Bình, nghe nó thân thương hơn, đúng không? Đúng rồi. Xin phép cô. Xin lỗi cô, tôi đến trễ. Dạ, cho em gửi menu ạ. Cà phê đá. Dạ, ok. Chắc cô chờ tôi lâu lắm ha. Xin lỗi nha. Tại vì thật sự á, cái cuộc hẹn này á là tôi hiểu mà. Cũng không phải là tôi. Cô hiểu. Thật ra thì tôi cũng như anh vậy. Lần gặp này là do ba mẹ sắp xếp. Vậy hả? Nhưng phận làm con, mình đâu có dám không nghe. Dạ, cho em gửi cà phê mình ạ. Cảm ơn.
Cũng may quá. Vậy mà tôi cứ nghĩ là... Nhìn tôi đáng sợ lắm đúng không? Đâu có. Nhìn cô, nói thiệt cô rất là xinh đẹp. Mà nói chuyện cũng nhẹ nhàng dễ thương nữa. Lỗi là ở tôi đến trễ thôi, cô đừng hiểu lầm nha. Anh có muốn làm bạn với tôi không? Bạn bè? Bạn bè thì tại sao không? Nói thiệt với cô nha, tôi ít bạn lắm. Cho nên mà ai muốn làm bạn với tôi là tôi đều sẵn lòng hết á. Thôi, mình là bạn bè nha. Chào bạn. Không ngờ anh lại dễ dãi đến như vậy. Bắt tay cái đi rồi nói chuyện tiếp. Chào bạn nha. Không phải đâu, không phải là dễ dãi đâu. Nhưng mà bạn biết không, hồi nãy mình thấy bạn là mình... Trong đầu mình suy nghĩ là bắt đầu nó lé lé lên một cái ý là kêu bằng mình có cái duyên làm bạn bè với nhau á. Trời ơi, có nghĩa là có phúc cùng hưởng, có họa thì ai nấy chia. Anh nói chuyện nghe vui quá à. Thật lòng á thì tôi cũng như anh vậy, không có dễ dãi như vậy đâu. Nhưng tại vì có một lần đã vinh hạnh được gặp anh nên tôi mới chấp nhận đó. Ủa là mình với bạn trước đây có gặp nhau rồi hả? Hèn chi hồi nãy mình nói là mình mới vừa nhìn bạn là mình thấy trong đầu mình nó kêu bằng nó lé lé lên cái gì gọi là gặp ở đâu rồi đó mà mình không có nhớ. Vậy là mình gặp nhau rồi hả? Xin lỗi bạn nha, tại vì lúc này công việc nhiều quá nên là mình quên. Chỉ tại vì tôi chỉ là một cô gái bình thường nên không có khiến anh lưu tâm. Đâu có, mình nói rồi, bạn rất là xinh đẹp nè, rồi nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương nữa. Không có đâu nha. Nếu như anh bận thì anh cứ đi đi. À đúng rồi, bận lắm. Tôi thì nán lại đây thêm một chút nữa. Buổi sáng mà mình ngồi ở đây thì nó rất là đẹp. Đẹp chứ, ngồi ở đây đẹp chứ. Thôi tại vì mình có việc á cho nên mình phải đi. Thôi là lần sau gặp bạn mình sẽ nói chuyện nhiều hơn nha. Đừng buồn mình nha bạn Hiền. Dạ. Bắt tay bạn Hiền lần nữa nè. Bye bye bạn nhé. Nhớ lần sau gặp là nói chuyện nhiều hơn nha. Nói chuyện nhiều hơn. Bye bye bạn Hiền nha. Con. Gì? Trời ơi, sao con để cho nó đi vậy? Con thấy nó làm sao? Nếu không phải là anh Nam thì con không có đến đây đâu. Như vậy là con chịu rồi phải không? Nếu mà mình thích á thì mình phải giữ người ta lại chứ mình để người ta đi kỳ lắm. Dạ, tại vì bây giờ trái tim của anh không có ở đây. Chi bằng mình cứ để cho anh thoải mái, rồi một ngày nào đó anh sẽ tự nguyện quay về. Thằng Nam coi vậy chứ nó tình cảm lắm con. Nó mà thương ai á là nó thương hết lòng. Nó đặt trọn vẹn niềm tin cho người đó. Con hứa chứ gì, một tháng nữa thôi anh sẽ quay về với chân gì. Cú Hà. Ủa, sao mình đến sớm dữ vậy? Anh cố tình tới sớm mà, để coi người yêu của anh trang điểm đẹp lộng lẫy cỡ nào. Mà nè, lỡ mà sau này em xấu xí già nuông thì liệu anh có còn thương em nữa không? Cho dù trời có sập, em có như thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em tới suốt đời luôn. Tôi xạo quá đi. Mà nói cho anh biết trước nha, tính của em kỹ lắm đó. Thường thì lúc mà đi diễn á, em đến sớm hơn mọi người để mà chuẩn bị thật là chu đáo trước khi bước ra sân khấu đó. Hey, yêu người kỹ tính chắc là khổ lắm đây. Nhưng mà biết sao giờ, con tim này nó đã lặm rồi. Sớm quá đi à. Ủa, anh nói hôm nay anh có việc quan trọng mà. Thì anh xong việc rồi, anh chạy tới đây liền với em đó. Nhớ người ta. Nhớ gì mà nhớ.
Thầy ghét. Gái nó ghét là yêu á. Nè, sáng anh có rảnh không? Anh chở em đi chợ hoa nha. Em cần mua vài cành hoa để mà trang trí cho nhà đó. Đối với người anh yêu, lúc nào anh cũng rảnh hết. Dạ, chào cô. Chào cô Kiến Mai. Có gì Minh ở nhà không chị? À, dạ bà chủ đi gặp khách hàng rồi ạ. À, tiếc quá ha. Tưởng là dì Minh có ở nhà. Tôi tính ghé qua thăm rồi uống một miếng trà, nói chuyện cho vui. À đây nè. Chị mang trái cây này vô nhà. Trái cây vườn nhà tôi đó. Rồi khi nào mà dì Minh về thì nói là có Lệ Bình ghé thăm. Dạ, bà chủ về tôi sẽ nhắn lại ạ. Cảm ơn chị. Bạn Hiền, không gặp má tôi gặp tôi cũng được mà. Tới đây rồi, ngồi uống với tôi ly cà phê đi. Tôi tưởng là anh không có ở nhà. Mời bạn, ly cà phê sữa này tự tay mình pha. Ngon lắm. Không quá ngọt mà cũng không quá đắng. Không ngờ lần đầu tiên mà anh lại hiểu ý tôi như vậy. Chỉ là may mắn thôi chứ tôi sao tâm lý dữ vậy. Nhưng mà anh cũng đã làm cho tôi hài lòng. Vui. Bạn vui là được rồi. Cảm ơn bạn đã quá khen. Sân vườn nhà anh rộng rãi quá ha, thoáng mát nữa. Ngồi ở đây được hít thở không khí như thế này thì thật là sảng khoái. Ủa bạn nói vậy giống như là đây là lần đầu tiên bạn được hít thở không khí trong lành ở sân vườn nhà vậy hả? Đúng. Thiệt hả? Từ nhỏ ba tôi muốn rằng tôi phải nối nghiệp kinh doanh của gia đình, cho nên tôi chỉ biết có học. Thú thiệt, tuổi thơ của tôi cũng không có. Nhìn tiểu thư đầy cát vậy mà tội ghê á. Thôi không sao, bây giờ mai mốt bạn tôi muốn hít thở không khí trong lành thì qua nhà mình, lúc nào cũng chào đón bạn á. Anh nói thiệt hả? Thiệt. Nếu như mà anh cứ mời chào như vậy á là tôi sẽ qua hoài qua hoài. Anh chán luôn đó. Bạn bè với nhau làm gì có chuyện chán, yên tâm. Thôi nói chuyện khác nha. À, sao rồi? Dạo này anh với cổ á có thường xuyên hẹn hò không? Đều. À, cảm ơn bạn nha. Nhờ có bạn mà mẹ mình á không có làm khó dễ mình nữa. Thì thôi đây nè, ly cà phê sữa này coi như là trả ơn. Cái gì? Trả ơn. Đi cà phê này để trả ơn. Ờ thì mốt ta trả thêm cho. Không không không, tôi muốn là anh mắc nợ tôi cả đời. Bạn bè nhau tính toán dữ. Ừ, phải tính chứ. Anh nợ tôi cái gì á là tôi ghi nhớ hết. Ở trong này nè. Thì cha, nhìn bạn vậy cũng dễ sợ thiệt ha. Bạn uống đi. Nói chuyện với bạn mình vui lắm nha. Thiệt luôn á. Tại nói chuyện với anh mà tôi phải ở lại đây hết nửa ngày luôn đó. Chứ không phải thích thở không khí trong lành sân vườn nhà tôi đâu. Ờ thì tôi kiếm người đổ lỗi đó, được không? Bạn về ha. Ừ, thì phải về chứ. Chứ đứng ở đây nói chuyện với anh chắc là mặt trời lặn luôn đó. Chắc là do tôi thú vị quá.
Thôi đi, đừng có quá tự tin như vậy. Tôi về thiệt đó nha. Bye bye bạn. Khi nào rảnh là cứ qua nhà mình chơi nha. Có sao không bạn? Không sao đâu. Rồi 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 rồi, thôi 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 thôi. Kiểu này chắc bạn bị bong gân rồi. Thôi vô nhà đi, mình xức thuốc cho. Rồi rồi, từ 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 từ. Không sao đâu, vô xức thuốc hết à. Rồi. Bạn ngồi xuống đây. Bạn ngồi xuống đây chờ tôi chút xíu, tôi chạy lên tôi lấy dầu xức cho bạn nghe. Để đây. À, ngồi đây, ngồi đây. Đợi xíu, đợi xíu. Rồi, có dầu rồi đây. Bạn đang ở đâu? À, bên đây. À, không sao, không sao. Thầy. Không sao đâu. Phải bóp mạnh chút xíu, dầu nó mới thấm. Bạn mới mau hết được, hiểu không? Nhưng mà nó đau. Đau chút xíu hết à. Này, bạn là con gái á, bạn đi giày cao gót nhìn nó đẹp thiệt, nhưng mà nguy hiểm lắm đó, bạn thấy không? Mới dấp chân cái là lật sơ mi rồi, lỡ mà nặng hơn chút xíu nữa. Anh nè, bộ anh thích đọc quyển sách này lắm hả? À thì tôi cũng phải bắt đầu học cách quản lý công ty chứ. Trước đây mình ham chơi lắm, nhưng mà từ cái vụ vừa rồi á, thấy mẹ mình vất vả quá. Bạn đỡ đau chưa? Đỡ chưa? Đỡ hơn chút xíu. Không sao đâu, lát nữa về nhà là sẽ bớt nhiều lắm. Đây đây nha, tặng bạn luôn. Về cứ bóp dầu mau hết. Nhưng mà tôi nghĩ nếu có bàn tay của anh á mà xoa dầu cho tôi thì nó sẽ mau bớt hơn đó. Thì nếu mà bạn cần cứ gọi tôi rảnh thì tôi chạy qua tôi bóp dầu cho bạn nha. Anh hứa nha. Nếu như mà anh thích học cuốn sách này thì tôi sẽ giới thiệu cho anh một quyển sách khác, tác giả người nước ngoài. Anh đọc tiếng Anh được không? Thì đọc hiểu biết thì được, nhưng mà có nhiều từ chuyên môn không biết đâu. Không sao, tới lúc đó tôi giúp anh. Tôi đam mê tiếng Anh từ nhỏ. Mỗi lần gặp là mỗi lần bất ngờ về bạn đó nha. Còn nhiều điều bất ngờ phía sau tôi nữa đó. Bạn đừng có nói với tôi là bạn học nhiều để bạn về đây bạn thâu tóm hết ngân hàng nha. Cũng có thể. Tham vọng dữ vậy hả? Từ nhỏ kinh tế là niềm đam mê của tôi. Tôi thường thích theo ba vô công ty để mà xây dựng, phát triển, rồi làm sao đánh bại được đối thủ. Không ngờ một cô gái như bạn mà... Sao? Nhìn tôi có vẻ tham vọng và dữ dằn quá đúng không? Không phải, cái đó người ta kêu bằng là bản lĩnh. Nền kinh tế Việt Nam những năm gần đây nó đang thay đổi, cho nên là mình phải cần có tư duy chắc chắn thì mới đưa nền kinh tế đi lên được. Nền kinh tế phải được đổi mới, không thể dùng cái cũ để mà xây dựng cái mới được, đúng không? Bạn đam mê như vậy mình nghĩ chắc chắn sau này thành công. Nhưng mà đó chỉ là trước kia thôi. Chứ từ khi ngồi ở sân vườn nhà anh rồi nói chuyện với anh thì tôi lại có một cái suy nghĩ khác. Tôi muốn biến khu vườn nhà của tôi sẽ trở thành một khu vườn đầy hoa lan với đủ loại hết. Rồi tới mỗi mùa đơm bông, từng đàn bướm dập dìu bay về, đậu trên những cánh hoa lan đó.
Rồi từ xa do ve những tiếng ông vọng về. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà tôi có cảm giác như là mình đang sống trong một cái xứ sở thần tiên gì đó. Sao tự nhiên trở thành cô gái đầy mơ mộng vậy trời? Vậy còn anh thì sao? Ước mơ thật sự của anh đó. Ước mơ của tôi hả? Tôi ước mơ là sau này đừng có quá tự tin như vậy. Tôi về thiệt đó nha. Bye bye bạn. Có sao không bạn? Không sao đâu. Thôi vô nhà đi, mình xức thuốc cho. Đố em đây là tay ai? Không biết. Giận anh hả? Coi kìa, tay người yêu của mình mà còn không biết nữa. Thấy ghét ghê luôn. Ai thèm giận anh chứ? Thôi mà, anh quên dẫn em đi chợ qua. Anh biết rồi, anh biết cái lỗi của anh rồi. Thôi bây giờ em muốn đánh anh bao nhiêu cái cũng được nữa. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Ai thèm đánh anh? Anh xin lỗi mà. Ủa anh có việc gì đó quan trọng lắm hả? Thật ra cũng không có gì quan trọng hết á. Tại vì sáng nay á, anh bận tiếp khách. Mà khách này là của mẹ anh. Thì nói chuyện một hồi xong rồi cái khi anh đưa người ta về nhà, cái người ta sư ý, người ta bị lật cái cổ chân đó. Thế giờ là anh phải đưa lại vô nhà, anh bóp dầu cho người ta. Rồi lại nói chuyện một hồi nữa cái anh quên mất tiêu luôn à. Cho anh xin lỗi nha. Nè, em thèm gì đó chua chua. Lát nữa hát xong rồi á, anh dẫn đi ăn nha. Anh lại phải xin lỗi em lần nữa rồi. Thôi để sáng mai đi. Sáng mai anh sẽ dẫn em đi ăn bù. Biết sao không? Tại vì hôm nay anh đưa bạn anh tới đây xem em hát nè. Bạn nào vậy? Con trai lẫn gái? Chút xíu nữa anh sẽ giới thiệu cho em biết ha. Thôi bây giờ em chuẩn bị tiếp đi. Anh ra với bạn anh nha, chứ để bạn anh ngồi mình nó kỳ lắm nha. Vậy nha, vậy nha, vậy nha, vậy nha. Mà anh trai lẫn gái nói đi. Anh sẽ giới thiệu cho em biết sao nhé. Xa cõi đời con khóc tiếc thương ai?
chuyện gì vậy Thu Cúc? Chị nói giúp anh Hoàng Nam á, ngày mai đi quán cà phê cũ gặp em. Nếu mà không đến được đừng đến nữa. Tôi biết rồi. Sao giờ mới đến? Biết người ta lo lắm không hả? Thôi, anh xin lỗi. Ngồi xuống đi. Anh nói chuyện với bạn anh á, cái anh quên mất tiêu luôn. Chờ anh lâu lắm không? Vậy mà người ta có tưởng. Anh biết á, là em chờ anh chứ. Cho nên anh mới ba chân bốn cẳng anh chạy tới đây liền nè. Phi đá. Dạ, uống rồi. Cho ly chè đá bự bự nghe. Dạ rồi. Đó, trên đường chạy tới đây anh biết là em lo mà không có cách nào để liên lạc với em hết. Nói chuyện bạn quên mất tiêu luôn. Mà bạn nào đã khiến cho anh quên em luôn vậy? Thì cái cô Lệ Bình mà hôm trước anh giới thiệu với em đó. Công nhận nha, hai đứa anh có nhiều cái sở thích giống nhau ghê luôn á em. Hôm nay hai đứa tranh luận với nhau á là về đổi mới kinh tế doanh nghiệp theo hướng nào thì có lợi. Trời, anh vui quá ha. Vui chứ. Bởi vì lần đầu tiên á, có người tranh luận có cái nhìn tổng quát về kinh tế. Mà em biết không, Bình á là một cô gái rất là lãng mạn nha. Bình nói là Bình rất là yêu thích hoa lan. Bình muốn là biến cái sân vườn nhà Bình á trồng đủ các loại hoa lan trên thế giới luôn. Anh nói xong chưa? Cô gái. Xong rồi, sao vậy? Em muốn phát điên rồi nè. Từ hồi vào đây á, anh có biết là anh chỉ nhắc đến cô ta không hả? Thôi cho anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa đâu. Coi kìa, em là người yêu duy nhất của anh. Lệ Bình chỉ là người bạn thôi à. À em, cuối tuần này á, tụi anh họp lớp, em đi với anh nha. Thiệt hả anh? Anh muốn giới thiệu em với mấy đứa bạn của anh, sau đó giới thiệu em ra toàn thế giới luôn. Đi với anh nha. Hết giận rồi ha. Nè em uống nước đi. Sao công cuộc tiến hành để chiếm được trái tim của hoàng tử Hoàng Nam sao rồi? Thật ra thì cũng không đến nỗi khó quá, nhưng mà cũng phải từ từ đó gì. Còn có nghĩ là mình sẽ nắm chắc phần thắng không? Cái gì đã lọt vào tay của con thì con nhất định sẽ không để nó dục mất. Sắp tới có một buổi họp lớp với bạn cũ của Hoàng Nam. Người phụ nữ đó chắc chắn sẽ có mặt. Dì? Con với dì không nên để chuyện này xảy ra. Con sẽ nghĩ cách. Nhưng mà phải có sự giúp đỡ của dì đó. Chắc chắn. Dạ. Chào mọi người. Thôi hai kìa. Qua đây ngồi nè. Chà, phong độ ha. À. Xin chào tất cả các bạn nha. Khỏe không? Khỏe. Cảm ơn em. Ê, khỏe không? Lâu lắm rồi mới gặp lại ông đó. Tôi tưởng đâu á ông mất tích rồi chứ. Mất tích thì được. Đông vui gì phải có tôi chứ. Bạn hiền phải vậy chứ. Vô cái coi. Dạ. Khỏe em hả? Rồi dạ. Không. Bạn gái không hả? Xin giới thiệu với tất cả các bạn. Chào mọi người. Hello Trường. Dạ. Chào bạn Hiền. Ủa? Anh cũng có ở đây nữa hả? Trường, chúc mừng ông nha. Vậy là ông thoát ế rồi đúng không? Ừ. Tin buồn cho tôi, nhưng mà tin vui cho mọi người nha. Làm sao? Tôi á, vẫn ế. Sao vậy? Chào mọi người, tôi là Lệ Bình, là em họ của anh Trường. Đây là em họ của tôi. Sao nè, giờ tôi đố ở đây, ông nào mà chiếm được trái tim nhỏ này, tôi lấy xương mẫu ra cảm tạ luôn á. Mấy ông nghe chưa?
ông nào còn cô đơn á thì tranh thủ nha, chứ tôi thì không dám rồi đó. Bà Oanh, tôi nói bà nghe này nè. Cái gì bà? Bà thấy bà Lệ Bình em của ông Trường bà thấy sao? Đẹp xuất sắc luôn nha bà ơi. Nghe đâu là tiểu thư con nhà danh giá giàu có nhất nhì Sài Gòn. Người gì đâu mà đẹp người mà tên cũng đẹp nữa. Thôi lẹ lẹ ra ngoài bà ơi, để người yêu bà ở ngoài bị hốt hồn bây giờ. Đến đây mà cũng gặp Phật nữa. Đúng là quan gia. Mình không ngờ bạn hay thiệt. Mà bất ngờ hơn nữa là thấy bạn ở đây đó nha. Cảm ơn anh. Bạn bị sao vậy? Không sao. Sao tự nhiên tôi thấy chóng mặt quá. Thôi, bạn ngồi xuống đây đỡ đi. Đây, bạn ngồi xuống đây. Đó. Bạn ngồi xuống đây nghỉ chút đi. Có sao không bạn Hiền? Anh Nam, Cúc à. Xin lỗi. Cúc xin lỗi bạn Hiền nha. Em sao vậy? Em nghe anh giải thích nè. Anh còn giải thích gì nữa chứ? Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh thân mật nhất của ta. Không chỉ một lần, mà còn rất là nhiều người lần nữa. Cúc à, anh với Bình chỉ là bạn thôi, không có gì với nhau đâu. Bạn hả? Bạn mà lại ôm nhau như vậy sao? Ờ thì là do Bình bị chóng mặt, rồi Bình bước xuống rồi xém té nên anh đỡ. Em hiểu lầm rồi. Em cũng không hiểu lầm gì hết á. Rõ ràng là hôm nay anh muốn dẫn em đến đây nè, để giới thiệu với mọi người em là bạn gái của anh mà. Rồi rốt cuộc anh đã giới thiệu chưa? Hay là anh cố tình không muốn công khai để mà quen với nhiều cô khác nữa? Chưa hết, tụi mình đã quen nhau 2 năm rồi, vậy mà có lần nào anh ngỏ lời mời em về nhà ra mắt ba mẹ hay không? Hay muốn chỉ quen em qua đường thôi sao? Cúc à, em yêu anh thì em phải tin anh chứ. Anh Nam, em rất tin tưởng anh. Nhưng mà em thấy cái cô Lệ Bình này có vấn đề lắm. Hứa với em, từ nay đừng gặp cổ nữa được không anh? Em à, bây giờ anh với Bình hứa là bạn với nhau rồi, mà anh không gặp cổ nó cũng kỳ. Em đừng như vậy mà. Em hiểu rồi. Bây giờ anh đang lung lay, anh đã có sự lựa chọn khác. Và Lệ Bình
sẽ là người yêu lý tưởng cho anh đúng không? Không phải. Em đúng là ngu ngốc. Từ đến giờ hết lần này đến lần khác tin vào những lời đường mật của anh. Cũng. Thôi bỏ đi. Em có quyền gì mà đòi hỏi anh? Vì anh quen ai, quan hệ với ai, em có quyền gì mà liên can vào? Cút, nghe anh. Em về nhà trước đi, anh vô với bạn, lát anh qua nhà em liền. Cả bộ ghen tuông để về nhà giở trò ân ái với người đàn ông này sao? Em không. Những lời mẹ tôi nói về cô không sai một chút nào hết. Chỉ có tôi ngu si. Tôi ngu si mới nhìn lầm cô thôi. Anh là ai? Sao sao lại dám vô nhà của tôi? Tôi là ai á thì em không cần biết. Có người đưa tiền cho tôi để làm việc này. Thôi, xong việc rồi. Chào em cô gái xinh đẹp và đa tình nha. À, tôi có một lời khuyên dành cho em. Phụ nữ đừng nên yêu quá, khổ lắm. Chúc em luôn tỉnh táo nha. Chào em. Mình phải giải thích cho anh Nam biết mới được. Ăn chút xíu đi con. Mẹ mang ra ngoài đi, con không muốn ăn đâu. Đàn ông đàn an gì mà yếu đuối vậy con? Hả? Lại khổ sở vì cái con ca sĩ phòng trà đó nữa hả?
Mẹ ơi, mẹ đừng bao giờ gọi Thu Cúc là ca sĩ phòng trà này, ca sĩ phòng trà nọ nữa. Cổ cũng có tên mà. Mẹ nói rồi, cái thứ sướng ca vô loài đó không bao giờ mẹ chấp nhận làm con dâu được. Mẹ đã tới chỗ cô ta ở rồi, chỗ đó phức tạp lắm. Mẹ đi điều tra Thu Cúc hả? Tất nhiên. Trời ơi, thiệt tình đó. Cái gì thiệt tình? Cái người đó là người sẽ quen con trai của mẹ đó. Bây giờ mẹ khoan nói tới cái chuyện là không môn đăng hộ đối nha. Bây giờ con cứ hình dung đi, một cái đứa con gái mà lên Sài Gòn ở, mà ở trọ có một mình, có đáng tin tưởng không? Ăn mặc thì lôi thôi lết hết, dòm không có ra cái gì hết trơn, làm sao mà chấp nhận được? Cúc ở tỉnh lên mà, thì giờ không ở trọ ở đâu chứ. Với lại con với Cúc cũng quen nhau lâu rồi. Mẹ đừng có như vậy nữa được không mẹ? Bảo vệ tình yêu quá ha. Trời, sung sướng quá ha. Vậy sao giờ ngồi khổ đây? Bởi mẹ nói tìm được một người phù hợp không đơn giản đâu. Con tin mẹ đi. Có đôi khi cuộc đời nó có duyên mà nó không có phận. Huống hồ chi chính cô ta là cái người đã cắt đứt cái sợi dây duyên nợ của mình. Dạ thưa bà chủ, có cuộc điện thoại gọi gấp từ công trình xây dựng gọi đến. Dạ. Cụ thể công trình sao rồi? Công trình của mình bị sập rồi ạ. Rồi tình hình thương vong sao? Dạ hiện tại thì có 4 công nhân đang bị thương rất nặng đã được đưa đi cấp cứu rồi ạ. Cũng may là không có tử vong gì ạ. Với cái tình hình này, chuyện giữ được công ty Nguyễn Hoàng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Dạ, con biết chứ. Nhưng mà bây giờ con chưa biết phải làm sao. Cái nhà mình ở có cầm cố cũng không đủ đâu. Nhiều khi mẹ thấy mẹ hối hận vì mẹ nuông chiều con quá trớn á Nam à. Ủa, hai chuyện này đâu có liên quan gì đâu mẹ. Chỉ vì mẹ nuông chiều con, cho nên khi có sự cố xảy ra, mẹ không biết chia sẻ với ai, không biết nói chuyện với ai hết á. Mẹ cũng tự trách mẹ là mẹ ôm đồm quá đáng đi. Cho nên bây giờ con không thể cùng với mẹ để đứng mũi chịu sào trong chuyện này được. Mẹ cứ để con lo chuyện này đi. Con sẽ đi gõ cửa từng ngân hàng, mượn tiền người ta về đền bù thương vong và xây dựng lại công trình đã sập. Con ăn nói vậy mà con nghe được á hả? Con giỡn mặt hay sao vậy? Thương trường mà con làm như cái bánh ăn vặt à. Người ta nhìn mặt con rồi cho con mượn tiền hả? Thì cô cùng lắm thì con năn nỉ người ta thôi. Trời ơi, ba mà còn sống chắc ba xấu hổ vì con lắm Nam ơi. Làm sao mà một người đại diện cho dòng họ Nguyễn Hoàng mà đi năn nỉ từng người, từng người, từng người vậy? Con không có chút xíu tự tôn nào hết hả? Thôi được rồi, mọi chuyện ở công ty để mẹ lo. Con chỉ cần làm theo lời mẹ thôi. Alo, kêu luật sư vào nha. Rồi mày nhắm á, mày làm được không vậy? Chuyện nhỏ, có tiền là được, miễn có đừng có phóng hỏa giết người. Còn chuyện giả thằng Nam gì đó, có khó gì đâu. Ok. Mặc cáo này á, rồi nhớ làm đúng những gì tao dặn. Ok, còn tiệc bạn thì sao? Cứ yên tâm, làm xong việc á, rồi sẽ được trả hậu hĩnh. Cái mối này sộp lắm. Nhưng mà quan trọng là tao dặn đi dặn lại hoài, phải nhớ nha. Làm cho tốt. Chuyện nhỏ, chờ tin vui đi.
có biết tôi chờ nửa tiếng rồi không? Nè, phần còn lại đó, việc tôi nhờ cậu đã xong rồi, cậu giữ lời hứa đi. Yên tâm, sống để bụng, chết mang theo. Mà sau này á, có việc gì cần á, thì cứ hú bọn này. Ừ, mà sao cô biết thằng Trường là bạn nam hay vậy? Hỏi nhiều quá rồi đó. Mà tôi cũng không ngờ ông Trường đó lại là bạn học của anh Nam. Ừ, cái áo hiệu cô đưa cho tôi á, để mặc giống cậu Nam, có cần lấy lại không? Cho cậu đó. Rồi, cảm ơn. Đi nhanh đi. Thưa bà, thiệt hại lần này cũng không nhỏ. Những gia đình bị thương vong, họ yêu cầu bồi thường. Đó là chưa kể những thiệt hại về tài sản, kiện tụng liên quan đến công trình đang xây dựng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi từng người. Tôi sẽ bồi thường cho họ và cả chuyện lo cho họ về bảo hiểm an sinh để gia đình họ yên tâm hơn. Bây giờ thì luật sư có thể về và gửi cho tôi tất cả những giấy tờ liên quan tới vụ kiện và những chuyện bồi thường xung quanh vấn đề này. Dạ, tôi hiểu rồi. Xin chào bà, xin chào cậu. Dạ. Ủa mẹ, bây giờ mình kiếm đâu ra số tiền lớn để mà đền bù và khắc phục những thiệt hại đây? Mẹ sẽ có cách của mẹ. Chỉ cần là con biết mình phải làm gì. Mẹ cứ nói đi, chỉ cần con làm được con sẽ làm. Gia đình Lệ Bình sẽ giúp chúng ta khi có tiếng nói của con. Ủa, là dạ, chị cho tôi hỏi, có Nam nhà không ạ? Cô tìm cậu Nam mà. Dạ. Cậu Nam và bà đi rồi. Vậy tôi có thể vào trong ngồi chờ cho đến khi Nam về được không ạ? Cô thông cảm giùm tôi nha. Kiếm chỗ nào chờ đỡ đi, chứ để cô vào nhà tôi sợ bà chủ la quá à. Dạ tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Nam đưa Lệ Bình về đàng hoàng nha con. Dạ con biết rồi mẹ. Dì ơi, dì yên tâm nha. Con nói với ba con rồi, chuyện này mình phải từ từ giải quyết. Ừ, con về nha. Dạ. Theo như thiết kế mới á, thì chúng ta vẫn có thể giữ lại nền móng cũ và xây dựng tiếp lên nữa, với điều kiện là vật tư phải tốt thì mới ổn cho tất cả. Cũng may là công trình sập vừa rồi á, không ai thiệt mạng hết, thì luật sư á, cũng đang giải quyết mấy vụ kiện tụng cho êm xuôi. Như vậy á, thì chúng ta mới có thể tiếp tục xây dựng được. Sếp, nãy giờ có nghe nói gì không? Cái gì? Tao đâu rồi? Thì tôi đang nói là... Thôi, dẹp chuyện này qua một bên đi, giải quyết chuyện của ông đã. Tôi đang nói mà tâm hồn ông bay bổng ở đâu à? Sao tôi tập trung được? Sao? Có gì nói tôi nghe đi. Ông sao vậy?
hình bóng của Cúc không bao giờ phai mờ trong tâm trí của tôi. Nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ tới cái cảnh Cúc ôm người đàn ông khác, tôi không sao. Tôi biết rồi. Chuyện bây giờ á, tôi cần làm là cùng với mẹ tôi giải quyết những rắc rối ở công ty, chứ tôi đâu thể nào mà để mẹ tôi một mình gồng gánh được. Đúng lắm. Ông đã trưởng thành rồi đó. Ông suy nghĩ vậy là đúng. Bởi vì công ty này á, không phải chỉ một mình ông đâu, dưới ông á còn hàng trăm nhân viên nữa. Ông nói vậy là tôi phải chấp nhận lấy Lệ Bình hả? Một người phụ nữ có thể vì ông mà hy sinh mọi thứ như vậy á, nếu mà ông không chấp nhận mới là chuyện đáng nói đó. Sao ông nói chuyện rành dữ vậy? Đối với mấy người giàu như ông đó, tình yêu là cái thứ gì đó nó to lớn vĩ đại lắm. Còn nghèo như tôi á, chỉ cần cơm no là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Huống hồ người ta còn đưa tay ra kéo ông lên khỏi vực thẳm nữa. Nếu mà ông muốn thử lòng mình á, thì tới gặp Thu Cúc lần nữa đi. Thu Cúc nè, hồi nãy đó có cô Lệ Bình ở đó đến tìm cô nhưng mà không có gặp. Cô ấy hẹn cô ra địa chỉ nhà hàng này để gặp cô nha. Lỗi, cô là Thu Cúc. Còn cô là Lệ Bình, bạn anh Nam. Cảm ơn cô vẫn còn nhận ra tôi. Nhưng hôm nay tôi đến đây với một thân phận mới, hôn thê của Hoàng Nam. Đây là một loại rượu rất quý, rất đắt tiền. Mời cô dùng thử xem mùi vị của nó như thế nào. Cảm ơn, nhưng tôi không đến đây để uống rượu. Tôi biết anh Nam rất đào hoa, đi đến đâu cũng có người yêu thích. Tôi cũng đã nhiều lần giải quyết vụ này rồi. Cô không biết gì về anh Nam thì đừng có đừng nói. Tôi với anh Nam đã quen nhau 2 năm rồi. Trước giờ anh Nam chỉ yêu có mỗi một mình tôi thôi. Cô tin là anh Nam yêu chỉ một mình cô thôi sao? Cô tin chắc 100% chứ? Tôi không trách cô. Cô còn có cả một tương lai phía trước. Đừng vì một người đàn ông sắp có vợ mà hủy bỏ đi tương lai của mình. Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô giới thiệu cho cô một nhạc sĩ lừng danh, rồi cô sẽ nổi tiếng. Tình yêu mà tôi dành cho anh Nam là thật lòng mà. Hình như cô sắp xỉ tuổi với tôi. Tới tuổi này rồi mà cô vẫn còn mơ mộng về tình yêu như vậy sao? Cứ cho là cô yêu anh Nam đi. Vậy thì cô đã giúp gì để vực dậy hệ thống khách sạn Nguyễn Hoàng? Anh Nam, gia đình anh Nam là chủ khách sạn Nguyễn Hoàng sao? Đừng nói với tôi là cô không biết nha. Cũng nói cho cô biết, chuỗi khách sạn Nguyễn Hoàng đang gặp khó khăn.
vì vụ tai nạn vừa rồi. Nếu không có gia đình tôi giúp đỡ thì chưa chắc là mẹ anh Nam được yên. Lỡ như có người thiệt mạng thì dì Minh sẽ ngồi tù, còn anh Nam sẽ ra sao? Vậy ra cô đã dùng quyền lực, cô đã dùng tiền bạc của mình để đổi lấy tình yêu hay sao? Hỏi hay lắm. Vậy thì tình cảm với mẹ anh ấy có phải là tình yêu hay không? Liệu anh ấy có bỏ mặc mẹ mình để đến với cô sao? Tình yêu không thể dựa trên những nguyên tắc đó. Tôi không tin. Tôi không tin là anh Nam sẽ dùng hôn nhân để đổi lấy quyền lực. Cái mà đấy cần là một tình yêu trong sáng. Khi đứng giữa tình yêu và gia đình, người ta thường chọn gì? Hơn nữa, người ta có câu: đàn ông trưởng thành đổi vợ, chưa chắc đổi bạn. Tôi là tri kỷ của anh Nam, cùng đồng đẳng, cùng sở thích. Mỗi khi nói chuyện với nhau thì cảm thấy rất là thú vị. Và hơn nữa, giờ đây tôi đang giúp cho gia đình ảnh đang lúc khó khăn. Vậy thì cô thử nghĩ xem, cô là một ca kỹ phòng trà, liệu anh Nam có đến đó để mà vui đùa không? Cô không được xúc phạm đến, không được xúc phạm đến nghề nghiệp của tôi. Rồi, được rồi. Nếu như mà cô yêu nghiệp ca hát của mình như vậy thì tại sao cô không nghĩ đến tương lai của mình, đến sự nghiệp của mình? Cô sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đồ ăn nhiều quá, nhưng mà tôi có việc phải đi rồi. Thôi, cô cứ ngồi ở lại đây, cứ suy nghĩ chuyện này đi nha. Giữa yêu thương dù mong manh thoáng dây, giữa dòng đời trôi qua vội vàng, tìm nơi đâu gió mênh mang một lần dần chân. Giữa hiện thực quá khứ phôi phai, bàn tay ai níu tay anh, rồi buồn là xót xa không nghẹn, tìm nơi đâu yên bình vì tình. Mày cũng quản tao nữa hả? Vô! Vô quán đâu? Vô chơi rượu đi! Vô! Vô! Thưa cô, chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Mang tôi lên đây. Chúng tôi đóng cửa ngay bây giờ. Với lại nãy giờ con ngồi uống đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Dễ rồi hả? Tưởng không có tiền hả? Tôi không có tiền. Không có tiền hả? Cần bao nhiêu? Cần bao nhiêu tiền? Hả? Cầm đi!
Mang rượu ra đây. Kỳ dễ tôi phải không? Hả? Không phải vậy, ý tôi là... Ông kỳ dễ tôi phải không? Tôi là con hám, không quan tâm cho tôi chứ gì. Tôi là con hát á, thì dễ thôi hả? 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 Con nạn! Con nạn thiệt á! Mấy người tôi, mấy người là ai vậy hả? Cô xỉn quá rồi, tôi không có so đo tính toán cô đâu. Không tính toán hả? Ông so đo tính toán với một người trèo cao như tôi chứ gì? Hả? Tôi ngu. Tôi không biết là người ta là công tử giàu nhất nhị Sài Thành này. Tôi ngu. Cô nói gì vậy? Tôi không biết á là cô yêu ở đâu mà như thế nào. Nhưng mà thôi bây giờ cô về giùm tôi cái. Hồng muốn về, tôi không về. Cậu quen cô gái này hả? Không quen. Anh Nam ơi, đừng bỏ em anh Nam. Hai vợ chồng đi chơi vui nghe. Dạ. Phải vui chứ còn không vui là không được về, đúng không mẹ? Con nghe mẹ dặn không? Phải chăm sóc Lệ Bình. Người ta là con gái lá ngọc cành vàng đó. Con mẹ đó, con đã là con gái của mẹ rồi. Mẹ nói như vậy chẳng khác nào con của người ta. Con không có chịu đâu. Cái cô bé này thiệt, lúc nào mở miệng là người khác cũng cảm thấy vui lòng à. Con nghe mẹ dặn không Nam? Dạ con biết rồi mẹ. Thôi tụi con đi nha mẹ. Vợ lên xe đi con. Chào cô. Con chào bác ạ. Cô là Thu Cúc à? Dạ. Tôi đã nghe nhiều người nói về cô. Như cô nhìn thấy đó, Hoàng Nam nó đang sống rất là hạnh phúc. Mây tầng nào thì phải gặp mây tầng đó thôi. Tôi nói ít là cô hiểu nhiều chứ. Đừng bao giờ cô có suy nghĩ là cô sẽ trèo đến tận nhà tôi. Dạ, thưa bác. Thật ra con với anh Nam có sự hiểu lầm nhau. Tôi chẳng thấy sự hiểu lầm gì cả. Không hề. Và tôi muốn nói là cái loại phụ nữ như cô, cái loại thấp hèn như cô, mà cô định bám vào cành cao để cô đổi đời hả? Bác à, con xin bác đừng nói con như vậy, tội nghiệp con lắm. Con thật lòng yêu anh Nam mà bác. Vậy nếu như thằng Nam nó không có tiền, cô có yêu nó không?
cô có đi theo nó tới giờ này không? Thứ phụ nữ đê tiện, chỉ biết ta đồng tiền thôi, ngoài ra là không biết gì hết. Cô đang khóc đó hả? Cô nghĩ là những giọt nước mắt của cô sẽ làm cho tôi thương xót cô hả? Tôi có thể thương một con chó hoang, một con mèo hoang đang đi lạc, nhưng không bao giờ thương cái loại sướng ca vô loài như cô. Đừng làm phiền cuộc sống chúng tôi nữa, khó chịu lắm rồi. Đi đi, tránh khỏi mắt tôi đi. Cứ nhất định lấy anh cho bằng được. Người như em có nhiều sự lựa chọn mà. Nhưng mà em đã chọn anh là người sẽ đi cùng em trong suốt cuộc đời này. Nhưng mà anh đâu có cái gì hơn người ta chứ. Anh có nghĩ đến chuyện tiên xét ái tình không? Không lẽ em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ở buổi cà phê đó sao? Lần đó em nói là em chỉ coi anh như bạn mà. Cái buổi cà phê đó chắc phèo. Anh ác lắm đó nghe, đã chiếm mất trái tim của người ta khi người ta còn là một cô nhóc, một sinh viên năm thứ nhất đó. Ủa là sao? Nhìn kìa, ngon đấy. Ê, ê, sao mà dễ thương quá mày. Xin mày, ngon đó, ngon đó. Em gái à, đi đâu vậy? Ở lại chơi từ anh nè. Em làm gì vậy? Tôi đâu có quen mấy anh. Thì trước lạ sau quen mà thôi. Cô Từ Dơi, có ai không? Cô Từ Dơi, Mua Từ Dơi. Chịu anh đi, nè. Mua Từ Dơi, cô Từ Dơi. Dừng lại. Cô Từ Dơi. Mày là chó nào xíu chuyện của tao? Giữa ban ngày ban mặt mà tụi mày xàm sỡ con gái vậy hả? Đó là chuyện của tao, cút. Tao không cút đó thì sao? Mày chắc số rồi. Ăn cơm! Bắt người ta! Ăn cơm! Chừng tao đó! Bắt người ta! Anh có bị sao không? Không, tôi không sao. Của cô nè. Cảm ơn anh, tôi không biết làm sao để đền ơn anh nữa. Chuyện nhỏ mà không sao đâu. Với lại mai mốt đi một mình ngoài đường này nè, cẩn thận nha, dân hút chích không á. Chào cô. Anh ơi, anh gì ơi, tôi còn chưa được biết tên anh mà. Đánh nhau từ hồi sinh viên lần đó thì anh nhớ, nhưng mà tại sao anh vẫn không nhớ được khuôn mặt của em ta? Làm sao mà anh nhớ được chứ, bởi vì chỉ có em yêu thầm nhớ trộm anh thôi. Anh là mối tình đầu của em,
chuyện cũng đã qua lâu rồi. Dù sao bây giờ mình cũng đã là vợ chồng. Đúng là duyên nợ. Hôm nay mặc cái áo này đẹp không? Đẹp. Khen đẹp mà cũng không thèm nhìn người ta nữa. Chắc là do anh không biết cách khen thôi. Thôi, đi xuống đây với em. Đi, nước biển mát lắm á. Đi mà. Em đi đi, anh mệt. Anh sao vậy? Hôm nay có phải là tuần trăng mật của tụi mình không? Mà anh lạnh nhạt như vậy. Bộ em nợ gì anh hả? Em nói cho anh biết nghe. Nếu như mà ba em, ổng biết được con gái cưng của ổng mà không được đối xử tốt thì công ty Nguyễn Hoàng cũng không chống cự được bao lâu đâu. Thôi được rồi, anh biết là anh sai. Anh xin lỗi em mà. Nhưng thật sự là anh mệt. Em không biết. Lâu lâu ra đây đổi gió biển đã mày. Nhà tao lúc nào cũng muốn đón tiếp mày hết trơn á. Vợ tao đang lụt ghẹ lắc nữa đem ra đây nè. Chắc tao phải kiếm ít tiền ra đây xây cái nhà nhỏ nhỏ, tao mày tiện bè nhậu. Ừ, vô ráng phấn đấu đi, ra đây làm bạn hữu cho vui. Ai quen quen ta, đợi tao xíu. Ôi cô Nhân, tưởng người đẹp nào, hóa ra là người quen. Chào chị Lễ Bình. Thì ra là cậu. Tôi và cậu tính ra không thể là người quen. Thôi chị mau quên quá vậy. Ít ra mình gặp nhau cũng vài lần rồi đấy. À mà thôi, thằng em đang kẹt tiền quá, xin chị chút đỉnh xài. Chuyện đó đã kết thúc rồi. Cậu cũng đã hứa với tôi, sao bây giờ lại lật lọng? Với loại người kiếm tiền bất chấp như tôi thì có chuyện gì đâu mà kết thúc. Mà hình như đang hưởng từng chân mặt thì phải. Hạnh phúc quá. Chị chia sẻ cho anh em này một chút đi bà chị. Không có. Ê, tiền, tôi đang cần tiền. Không có. Nếu chị không có thì chồng chị có. Sẽ ra sao nếu anh ta biết tất cả mọi chuyện? Chị thuê tên Trường để làm bạn ở buổi họp lớp. Còn tôi làm người tình của cô ca sĩ tội nghiệp kia. Cậu dám? Sao không dám? Chuyện gì thì không dám. Có tiền bịt miệng hàng ngày được thì chuyện gì cũng im. Mày, mày là thằng đó ở với Thu Cúc tối hôm đó. Mà anh Nam, anh
Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Vậy thì cô nói đi, tôi phải đối xử với cô như thế nào cho đúng. Cũng may là ngày hôm nay tôi biết được toàn bộ sự thật, chứ nếu không lúc nào tôi cũng nghĩ cô là một cô gái trong sáng hiền lành. Không không, anh hiểu lầm rồi. Là lúc đó em không cho tiền hắn ta, cho nên hắn ta nói chuyện bậy bạ như vậy đó, chứ em không làm cô gì. Cô thôi hết. Đi, đủ rồi. Cô nghĩ tôi ngu lắm hả? Cô nghĩ tôi là trò đùa của cô sao? Không, em chưa bao giờ coi là trò đùa cả. Vậy thì tôi là một món đồ mà cô luôn muốn chiếm hữu có đúng không? Bình, tôi với Cúc có làm cái gì đắc tội với cô hả? Tại sao lại chia cắt chúng tôi bằng cái trò bẩn thỉu này? Trò bẩn gì chứ? Nếu anh nói như vậy thì anh phải coi lại tình yêu của anh và Thu Cúc kìa. Tình yêu của hai người chưa đủ đậm sâu. Nếu tình yêu đã đủ lớn thì tại sao hai người không tin nhau? Anh Nam, chỉ có em mới là người yêu anh. Anh Nam, đó không phải là tình yêu, bởi vì cô quá ích kỷ. Giữa tôi và cô chưa bao giờ có tình yêu hết, cô hiểu chưa? Nếu như vậy, anh hãy coi lại tình yêu của anh dành cho Thu Cúc. Nếu như tình yêu của anh dành cho Thu Cúc đủ lớn thì em đã không có chỗ để mà chen chân vào. Chính anh là người đã cắt đi sợi dây lương duyên của anh và Thu Cúc. Em nói đúng, không sai chữ nào cả. Nếu đổ lỗi cho người khác thì anh hãy tự chất vấn lương tâm của mình đi. Em xin anh, em xin lỗi. Là em sai, là em sai. Anh ở lại đi, anh đừng đi mà. Anh ở lại đi, đừng đi. Tôi không thể ở lại với một con người như cô. Cô nghe rõ chưa? Anh Nam, anh Nam. Anh chỉ là của em, nhất định không được là của ai khác. Xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Mình quay lại với nhau được không em? Còn gì mà quay lại nữa hả anh? Giờ đây anh đã là chồng của người ta rồi, em và anh không thể nào như trước được.
xin anh hãy tự trọng. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi Quốc Bảo. Ngày hôm nay khi biết được sự thật, anh phải chạy ngay về đây với em. Anh thật sự ngu ngốc khi để người khác coi mình là con rối như vậy. Lòng người mà ai biết được nó hiểm ác như thế nào. Dù có bao nhiêu lần xin lỗi đi nữa cũng không thể nào xóa hết được lỗi lầm của anh. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Nếu em không tha thứ cho anh thì anh không thiết sống ở trên đời này nữa Cúc ạ. Nè, anh đừng có làm bậy nha. Anh mà có chuyện gì em biết phải làm sao đấy ạ? Em tha thứ cho anh rồi phải không Cúc? Em hết giận anh rồi phải không anh sao Cúc? Dù em không phải là một cô gái đầy học thức, nhưng em hiểu rõ được đạo lý làm người. Giờ đây em đã là kẻ thứ ba rồi, chứ không phải là cô Lệ Mình kia nữa. Và em không thể chen chân vào gia đình của người khác được. Làm ơn đi, xin anh hãy tự trọng. Không đúng đâu, không phải như vậy đâu em. Lệ Mình mới là kẻ thứ ba, chính cô ta mới là người chia cắt tình cảm của hai đứa mình. Trời biết đất biết, em không hề xen vô cuộc hôn nhân tráo trở này. Cúc à, anh xin lỗi mà. Em cũng có lỗi một phần, bởi vì em không đủ tự tin vào bản thân mình. Em thấy mình thua cô ta về mọi mặt. Cúc à, em đừng nói như vậy mà. Tất cả là lỗi của anh. Mình làm lại từ đầu được không em? Đánh mất tình yêu, trôi theo giấc mơ dài. Vì anh ham vọng nơi đỉnh cao. Thanh xuân nơi anh nguyện xin giữ chân vững, xóa tan lỗi lầm khổ đau, trốn sâu bao tổn thương, nghẹt đắng nước mắt trong đời. Chúng ta giờ đây không thể thay đổi được sự thật. Anh là chồng của Lê Minh. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ. Vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại. Anh về đi. Nghẹt đắng nước mắt trong đời anh bao khát vọng, và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.